Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày 9 tháng 5, thì giới thiệu với lại tất cả mọi người từ bên phải qua bên trái thì hai cái thùng ở dưới là gà rừng ha. Thì hôm nay là có ba con, một trống một mái và một cái con trống lẻ, chia gà rất là tơ. Rồi ở bên này là lửa Nam Cát Tiên, đây các anh thấy ha. Thì ở trong này người ta có ghi cho em là một con đuôi 21, một con 2002 gãy kiếm, một con 2007 và một con 20 cộng nhưng mà bị gãy kiếm ha. Đó, bên Nam Cát Tiên. Nam Cát Tiên là người ta chơi bút bi này không à, chứ không có chơi bút lông giống như bên Đắk Nông. Đó. Còn bên này là chim bên Đắk Nông nha mọi người nha. 2 4 5 thùng. Bên Đắk Nông thì có 5 thùng. Rồi. Cái gì nhỉ? Cái thước của em nó mất tiêu rồi. Ok. Em sẽ ra cái gà rừng trước ha. Mình chích cho lửa em để đây. Rồi chút xíu em cho ra những cái hộp này. Đó, có một con lựa đuôi 19 mà người ta nuôi được 2 3 tháng rồi. Nghe nói là đuôi cũng đuôi tôm mà nó bị rớt một bên kiếm á, thì các anh cũng biết rồi ha. Cái mùa này chim nó đang thay lông, nó rớt lông. Đây cái thước đây ha. Đó, gà rừng chút xíu em sẽ để ở bên trong này. Đó. Tại vì cái lồng đó thứ nhất là nó to, cái thứ hai nữa là dễ bắt. Ok, cái cửa nó ngay đây luôn ha mọi người ha. Đó, rồi trước khi ra chim thì em cũng xin kính chúc tất cả mọi người một cái ngày cuối tuần, một cái ngày chủ nhật thật là bình an và may mắn và tràn đầy sức khỏe trong cái mùa dịch. Đó, các anh đi đâu làm gì chịu khó để ý kỹ và đeo khẩu trang, vệ sinh tay chân cho nó sạch sẽ ha. Đi đâu cũng vậy đó, đi đâu về cái chịu khó rửa tay chút xíu. Đó, ra đường thì nhớ đeo khẩu trang. Đó, bây giờ sắp sửa nó bùng trở lại rồi. Nó bùng trở lại rồi cho nên là mọi người cẩn thận kỹ kỹ chút xíu ha. Rồi. Mình kỹ là kỹ cho mình thôi. Tốt cho mình chứ chẳng tốt cho ai đâu, cho nên là chịu khó kỹ chút xíu. Cho mình và cho cả cộng đồng chứ không phải là riêng một mình. Âu. Đây một bé gà rừng trống. Wow. Wow, nó rất là khỏe mọi người ơi. Very strong. Đó, rất là khỏe ha. Gà này nó không có như gà tre mình có thể mình ôm được một tay thôi ha, một tay mình ôm cái lườn này thôi là nó đứng, nhưng mà cái con gà rừng này thì nó rất là khỏe, do là nó từ rừng về nó rất là nhát. Đó, gà này rất tơ nha. Đây là cựa nè, cựa mới nhú à. Cựa này người ta gọi là cựa hạt bắp ha, nó mới bẻ đầu bắp thôi, mới bẻ hạt bắp thôi. Mấy cái con này đụng đến cái lông nó rớt tè le hết, đuôi đầy đủ nha. Đó, đầy đủ đuôi luôn. Rồi giá gà rừng này là 400 ngàn, gà trống 400 ngàn nha mọi người nha. Đây có một con thôi. Rồi bây giờ em sẽ cho nó vô cái chuồng hồi nãy em có. Đó, 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 mấy anh thấy không? Nó rất là khỏe ha. Đó, em sẽ cho nó vô cái chuồng bên trong này. Cho nó uống nước rồi cho nó ăn sâu. Rồi cho nó ăn lúa ha. Gà này thì mình tập cho nó ăn lúa thì mình lấy cái hạt lúa mình thả chung với sâu cho nó ăn ha. Rồi chứ còn ấy. Rồi một bé. Đó, chút xíu em sẽ phải che nó lại ha, rớt lông tùm lum này, lát nữa em bé hít vô nó chết luôn. Rồi một con gà chân chấm rồi ha. Ok, tiếp tục cái cặp này. Ôi, trời ơi lông nó rụng nè, đó lông rụng tả tơi. Rồi để cái thùng này ở đây, lỡ mà xui xui ấy lộn lỡ mà có anh chị nào mua thì còn có cái thùng để đóng, chứ ở nhà em thì không có những cái thùng lớn như thế này. Đó, nhà em toàn là những cái thùng bia không à. Nhiều khi đóng chim gửi đi cho mấy anh không có thùng, cứ phải mua bia về uống để lấy cái thùng gửi đi cho mấy anh không à, khổ lắm. Ok, em gom sơ sơ mấy cái lông này cả. Rồi bây giờ tới thùng này, cái cửa đâu rồi ta? Đây, đây cửa bên này. Cửa bên này nhá. À mà thôi, để em dựng đứng lên cái đã. Chứ để này cái nó tọt ra lên nè, đứng lên như này cho dễ nè. Đó, dựng đứng lên như này. Em bắt ra em sẽ quay cho mấy anh xem ha.
Đây là con gà mái rừng. Gà này cũng nguyên cặp của nó nè, rất tơ, chưa nhú cửa nữa nè. Đây, trời ơi, cái đầu nó bị chày nè, nó rút. Ao, nó bị rút á. Cái dòng này nó rất là nhát nha mọi người nha, cho nên là chịu khó cái anh lấy về cái anh nuôi thì các anh che chắn nó lại, chứ để nó rút là nó chày đầu giống như chim á, nó còn nhát hơn những cái con chim nữa. Ok. Đấy, 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 nó tòng ghê lắm. Wow. Wow, nó tòng, nó tòng. Đó, nó tòng rất là ghê ha. Giờ còn một con nữa thôi. Thôi, giải quyết xong cái gà rừng này mới ra chim được. Tiếp tục dựng đứng cái thùng lên. Ai, ngửa cái cổ từ bữa giờ. Lấy nó ra được rồi. Gà rừng. Hai bé này cũng còn rất tơ nha mọi người nha. Rất tơ luôn nè, giống y như con nãy, chắc này cả một gia đình của nó nè. Chắc ba anh em nè. Rồi ok, xong rồi. Xong mấy bé gà rừng rồi. Khỏe rồi, bây giờ tới tới ra chim nữa thôi. Đó, hôm nay thì có hàng rất là đặc biệt ha. Ôi trời ơi, nó tông. Rồi để em che lại nha. Đấy, loại xì ngầu. Rồi. Wow. Nó rớt lông, nó bay lông nè. Đó, phải che lại nha mọi người nha. Ok. Em quét sờ cái lông nó ra chứ hồi. Gió nó thổi cái nó bay vô nhà, cái em bé hít tủ luôn. Làm gì làm chứ. Mình phải nghĩ cho con cái mình. Mình sống mình phải có trách nhiệm. Lớn hay nhỏ gì cũng vậy, sống là phải có cái trách nhiệm với cái cuộc sống của mình, để cho xã hội mình nó có những cái người tốt. Cái sống mà đừng có bi quan, chủ quan, bi quan rồi này nọ thì nó sẽ không tốt ha. Mình sống mình cứ nghĩ những cái tích cực, đừng có nghĩ tiêu cực, là con người mình sẽ trở thành người tốt ha. Rồi cái thứ hai nữa là mình biết hy sinh, là mình sẽ biết, là mình sẽ trở thành được người tốt. À quên, cái gì nào, hồi nãy có một cái con chèo bẹo đuôi cờ mà em quên em bắt ra trước ha. Chèo bẹo đuôi cờ đây, bây giờ em sẽ bắt ra lại và em sẽ phải nói là bán cái giá rất là bình dân cho mấy anh luôn. Chèo bẹo đuôi cờ rất là đẹp. Ai à, ai à, ai à. Wow, wow. Ai, đây nè mấy anh, đây là cái con chèo bẹo đuôi cờ đây. Đây, đuôi rất là đẹp ha. Đó. Cái này các anh thả vì nó hót rất là hay, hoặc là các anh có cái lồng lớn lớn các anh nuôi ở nhà để ngay cổng ha. Để ngay cổng thì mình có lại thể làm chim khách. Cái dòng này nè, mình nuôi quen rồi không sao, nhưng mà nó gặp người lạ vô là nó kêu ghê lắm. Cái dòng chèo bẹo đuôi cờ này nè, đa số là anh em người ta hay nuôi làm chim khách á. Đó, em sẽ để nó vô trong cái hộc lửa này luôn đi. Tại vì do là nó đuôi nó cũng dài, tuy là cái giá trị về kinh tế của nó không có cao, nhưng mà mình phải quý nó ha mọi người ha. Cái con chim mình cũng phải quý nó. Con gì cũng vậy hết á. Đó. Con gì mình cũng phải quý nó hết á, chứ không phải là cứ thấy nó rẻ tiền rồi mình không quý nó, mình cho nó vô những cái hộc tầm bậy tầm bạ là không được. Đó, con gì cũng vậy thôi. Mình phải có cái tình yêu đối với nó thì con chim nó mới đáp trả cái tình yêu lại cho mình. Giống như là mình cho đi những cái gì đó thì mình sẽ được nhận lại ha. Sống mà ích kỷ quá thì rất là khó. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu em ra chè lửa Nam Cát Tin nha mọi người nha. Rồi em sẽ báo giá cho các anh em nào mà ưng cái bụng thì cứ gọi điện thoại hoặc là nhắn tin cho em. Đó, nhiều khi cái điện thoại của em thì rất là nhiều người gọi, nó trùng một giờ cho nên là gọi nó cũng hơi khó, thì mong tất cả mọi người thông cảm giúp em. Còn khi nào mà các anh gọi mà thấy em ỏi e rồi là tức là em hết chim nha. Đó, chứ em hết chim rồi em không có để điện thoại. Rồi, và chim là em có đăng ngày tháng. Đó, chim ở đây là anh em thợ bẫy đưa cho em, thì có bao nhiêu em bán bấy nhiêu, chứ em không có lấy chim dạng như lấy chim sô bồ ha.
lấy về bán. Hôm qua cũng có cái anh kia, anh nói là tại sao không đi lấy mấy anh chim ngoài tiệm về mà bán, tại thấy em bán được đó, cho nên em kêu thôi mình bán ít nhưng mà nó có chất còn hơn là bán nhiều nhưng mà nó không có chất ha. Đây là một cái con đuôi tôm mà bị mẻ kiếm nè, đó bị mẻ một bên kiếm đó. Đó thì ở trên thùng này người ta cũng có ghi đuôi, con này đuôi không biết là 20 hay 20,7 hay là 20 cộng đó. Bây giờ em sẽ đo đuôi rồi em báo giá cho mấy anh luôn. Chim này gốc Nam Cát Tiên nha mọi người nhé, mũi rất là thông, mặt rất là dữ ha, đầu bi. Ok, sáng sớm ra nói hơi nhiều chút xíu chắc là chuẩn bị chửi nữa rồi. Đây, bé này đuôi 20,5, 20,5 đuôi tôm trẻ lửa Nam Cát Tiên 20,5 nha, đuôi tôm mà bị gãy một kiếm. Giá chim này là 1,2 triệu nha mọi người nhé. Nếu mà đủ đuôi như thế này thì giá nó là 1,5 triệu đó, do là nó bị mất một khúc thì nó còn 1,2 triệu thôi. Thì các anh cứ yên tâm, chim này về các anh nuôi mùa này, có thể là mùa này ha, mùa này nó sắp sửa nó rớt lông rồi, mưa xuống là rớt lông rồi, tại vì lông này cũng là lông cũ chứ không phải là lông mới đó. Thì đây đuôi tôm nè, nó để dưới cái thùng này nè, đuôi nó đen, cái thùng trắng thì dễ nhìn hơn ha. Đó, đuôi 20,5 nha mọi người nha, 20,5 đó, giá là 1,2 triệu rồi một bé. Ủa, sao có bé gì nằm im trong này à, vẫn sống ở bên này, ở bên à bên này một kiếm ha, con này là một kiếm, con này thì đuôi đuôi 20 cộng này. Một kiếm để em kiếm ơi, rồi lại bị gãy nữa nè mọi người. Đây nè, đuôi lao của nó nè, nó lại bị gãy nữa nè. Hồi nãy là 20,5 nha mọi người nha, còn bên này là 20,2 nè. Rồi bé này thì 1,000,000 thôi nha, 20,2 là 1,000,000 nha mọi người nha. Để em đo ấy lộn cái gì, em coi móng mắt mỏ coi xem như thế nào ha. Đây móng đầy đủ hết nè. Rồi ok, bẩu bẩu bình thường nha. Đây bẩu bình thường, mũi thông không đấy, đầu mặt nhỏ xíu, mũi thông, mũi kim, mũi kim. Rồi bé này là 1,000,000 nha mọi người nha, cái bé mà 20,5 là 1,2 triệu, còn cái bé một bé 20,2 này thì 1,000,000 ha. Hai bé rồi. Wow, đuôi rất là dài. Đây, dài bằng cái thùng bia luôn. À, ăn lông. Con này ăn lông ở lỗ nè. Đây, mũi rất là thông nha. Đó, mũi rất thông. Móng cặn đầy đủ ha. Bấu. Rồi, bên này bấu. Rồi, ok, hai bên bên nào cũng bấu. Giờ đo đuôi nữa thôi. Bé là đuôi rất đẹp ha, đuôi không bị so le, bạn đuôi lớn. Wow, 20,7, 20,5 chứ. Rồi, bé này 20,5, để lát nữa em coi giá lại rồi em báo sau ha. Thì cái giá bé này chắc cũng cỡ cỡ giống như cái bé kia thôi, khoảng 1,2 triệu, 1,3 triệu, 1,5 triệu. À quên, 1,5 triệu chứ quên, 1,5 triệu đủ đuôi, đuôi đẹp. Đó, 1,5 triệu nha mọi người nha, quên mất. Cái này là chòe lửa Nam Cát Tiên nha mọi người nha, chim này chim gốc Thanh Tùng. Wow, lại một bé đuôi dài nữa nè, đuôi rất là dài, đuôi lớn. Rồi, móng cặn đầy đủ ha, bé này đuôi hơi lụa hay sao á. Rồi bé này cũng đuôi 20,5 luôn nè, cái này đuôi 20,5 luôn nè. Đó, cứ đo từ cái bình dầu nó ra nha. Đó, đo ngay cái bình dầu nó ra. Rồi, bé này 1,5 triệu luôn nè. Ủa, bữa nay toàn là lửa đuôi dài thôi. Ôi, bé này bé thứ 5, bé cuối cùng. Wow, cái bé 20,7 này mới ra, ấy 20,5 mới ra đứng nằm, cái bé
Cái này nó nằm bên tay tay trái của em nè, nằm tạch 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 rất là tốt ha. Có những dòng chim vậy rất là màu chơi. Rồi bé này đo đuôi, bé dáng xẻ nè, nhỏ xíu à. Ui trên đầu nó có cái gì nè, à không phải, lông, trên đầu nó có cái lông. Đó, bé là đỏ xíu à. Mũi, mũi thông, móng, kiểm tra móng coi, những cái con này phải kiểm tra nó kỹ kỹ chút xíu. Móng đầy đủ rồi mọi người ơi. Rồi ok, lúc nào mà mấy anh đến nhà mấy anh mua mà em bắt em kiểm tra lại, mà thí dụ như có lỗi móng thì em sẽ thanh lý lại ha. Đây bé này 21,2 nha mọi người nha, 21,2. Bé này thì giá là 1,9 triệu. Đó, bữa nay mà chim mà thí dụ như 22, bữa nay nó giá nó rất là cao, do là chim này chim bên Nam Cát Tiên. Thứ nhất là do bên Nam Cát Tiên, cái thứ hai nữa là chim mùa này nó rất là khan hiếm đó, cho nên là có được những cái con chim đuôi dài như thế này phải trả giá rất là nhiều, trả giá cho những anh em thợ bẫy đó. Đuôi hơi tôm, đuôi 21,2. Rồi bé này là giá 1,9 triệu nha mọi người nha. Rồi xong, xong cái vụ chạy lửa này rồi. Hello. Đó, bữa giờ là coi như là em bị mấy anh trai ở gần nhà em chửi nhiều lắm, do là kêu là ở gần nhà mà mua chim không được. Đó, do là em có, em bán chim ở đây là có một cái nguyên tắc, không phải là các anh cứ đến sớm là em bán đâu. Rồi đến sớm để lựa những cái con chim đẹp là không có đâu. Em ở đây em bán là có một cái nguyên tắc. Cái thứ nhất là em bán online thì tất cả mọi người sau khi em đăng clip thì anh em nào tới mua cũng được, còn em chưa đăng, em chưa có đăng clip, em đang ra chim tới mua em không có bán đó. Như các anh cũng thấy rồi, có một cái anh kia anh tới anh hỏi mua, mặc dù than ở đây, ở đây em có than rất là nhiều nhưng mà em không bán đó. Em có một cái nguyên tắc nó là như vậy, do ở đây là mình phục vụ cho tất cả anh em xem online đó, cho nên là mình sẽ ưu tiên mình bán online. Chứ còn tới ở gần nhà, tới chửi em hoài, kêu gần nhà kế bên nhà chạy qua bên đây 2-3 phút mà sao không mua được chim, là do là em không có thích bán kiểu như vậy. Rồi ở đây em giới thiệu với tất cả mọi người là hai bé chèo bẹo đuôi cờ non ha. Đây hai bé chèo bẹo đuôi cờ non. Rồi mỗi bé là 200.000, hai bé chim đang đút ăn ha. Đó, chút xíu em sẽ lấy dế em mớm cho nó ăn. Rồi hai bé ha, 200.000 một bé nha mọi người nha, 200.000 một bé thôi. Rồi bây giờ thùng này là thùng gì đây, xe nó để móp méo hơi gớm không, không biết con chim nó còn ở trong này hay không. Thùng này chắc than non rồi, nó hơi nhiều ha. Đó, vừa qua thì các anh cũng thấy rồi, em bán than non ở đây rất, phải nói là rất là nhiều từ hôm đầu mùa tới giờ. Ây da, có rất là nhiều, phải nói là không nhiều gì mấy nhưng mà cũng có mấy cái tiệm bán chim thấy em có chim than đầu mùa cũng kêu em chia lại để về họ bán chim đầu mùa. Nhưng mà thật sự ra ở đây em bán không có đủ để giao cho mấy anh nữa thì làm sao em có chim em chia cho mấy tiệm chim được đó. Cho nên là mong nếu mà tiệm chim nào có xem thì thông cảm giúp em nha, em không có thể nào em chia lại được. Rồi giới thiệu với tất cả mọi người, đây là bốn bé chè than trống nha, ấy lộn, bốn bé chè than non. Chim này thì nó đang bắt đầu nó tập bay nè, bốn bé ha. Rồi giá là 350.000 một bé. Đó, đó đó, nó đang tập bay rồi, bốn bé nha. Rồi đây là bốn bé, ở bên này là than. Rồi bốn bé, ở bên này 2, 4, bên này 5 bé nhưng mà nó hơi nhỏ nè. Đó, chim này thì chắc em để em nuôi 2-3 ngày sau cho nó ra lông rồi em mới bán được cho mấy anh. Rồi bên này 5 bé, bên này 2, 4, bên này là 7 bé nhưng mà có hai ổ nha. Đây ổ ba bé này là một ổ nè, bốn bé kia là một ổ nè. Ê, bốn bé chứ, nó nhảy qua bên này mọi người ơi, bên này nó là của bên này. Đây đây, đây là bốn bé nè. Rồi bên này cũng bốn nè. Ở bên này là một tổ 2, một tổ 4 nè. Đó, còn bên này là than đất non nha. Than đất non thì 250.000. Đó, than đất non nè, bữa nay có 3 bé nữa nè. Đó. Rồi chút xíu em sẽ mớm cho nó ăn nha mọi người nha. Đó, để đây.
Rồi, giới thiệu sơ với tất cả mọi người, đây là những cái tổ chim chích trẻ than non ha. Chim này là ở bên Đắk Nông. Ủa, cái con chèo bẹo này hót nãy giờ nè. Tất cả chim này là ở bên Đắk Nông hết, còn 2 4 5 bé chích trẻ lửa kia là ở bên Nam Cát Tiên, với gà rừng là ở bên Nam Cát Tiên. Đó, các anh thấy nè, bên Đắk Nông là người ta xài sang lắm. Người ta mua bút bút lông người ta ghi. Còn ở bên Nam Cát Tiên thì nói chung là chơi không có sang. Mặc dù chim rất là cao nhưng mà lại chơi không sang, chơi lấy toàn là bút bi ghi không à. Mái 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 mái. Bên này là gì? Bội bội 2 4 bội bội truyền truyền. Ok. Bội truyền gì? Bội truyền gì thì cũng phải ra thôi. Ngày hôm qua thì có mấy anh dặn em chích gà than nhưng mà do là chim em về nó không có nhiều cho nên là nhiều khi giao chưa có đủ, thì mong anh em nào có xem clip thì mong mong mọi người thông cảm giúp em nha. Rồi ok. Cái thùng này thùng gì không thấy ghi nè. Rồi ok. Để em ra cái này đi. Ra cái này đi. Em ra rồi em sẽ báo giá nha. Nãy giờ chim còi em báo giá cho tất cả mọi người rồi ha, chịu khó xem clip và nghe kỹ kỹ giúp em. Do là cái giọng nói của em nó cũng hơi khó nghe chút xíu thì mong tất cả mọi người thông cảm. Một bé than truyền mái xòe đấy, bắt ra là xè 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 họ truyền mái như thế này là 250 ngàn nha mọi người nha, 250 ngàn. Rồi một bé, đây là bé truyền mái đầu tiên. Rồi tiếp tục thôi, hôm nay về là thập cẩm chim luôn đó mọi người. Ê, 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 ê. Cái nắp đâu rồi? Đây, nắp. Đây là bé thứ hai. Móng đầy đủ hết nha. Rồi, bằng bằng giá hay còn gọi là đồng giá nha. Đồng giá với bé hồi nãy luôn. Đấy, xòe rất to ha. Có chim này anh em về mua mua về nuôi có thể kích trống hoặc là mùa sau sinh sản rất là ngon. Đó. Chứ mùa này thì chim này nó không có sinh sản được đâu. Mùa này chỉ có chim bội thôi thì còn kịp, chứ còn chim truyền thì nó không có sinh sản được nha. Một bé này đầu rất là dữ nè. Ôi. Bé này là bé thứ ba. Rồi, chút xíu nữa cho anh sâu nó tịnh. Đây cái bé thứ hai xòe rất là to nè. Bé này cũng xòe to nè. 1 2 3 bé rồi nha. Đây thằng em nó có ghi ở đây là hình như là bốn, có bốn bé thôi. Chim này là chim đầu mùa nha mọi người nha. Chim này là chim chè than đầu mùa và chim là chim bên Đắk Nông nha. Chim miền Trung thì ở đây em không có bán. Và biết vì sao em không bán không? Do cái chim miền Trung á, mình nuôi nó rất là lâu chơi. Do là em từ xưa giờ em chơi chim cho nên em biết ha. Chim miền Trung nó rất là lâu chơi, tại vì sao em biết? Tại vì rất nhiều anh em miền Trung đó mua chim của em mà em gửi đi không, mà không lẽ tự nhiên mình nhập chim miền Trung về mình bán thì nó kỳ. Trong khi đó toàn là chim mình gửi đi miền Trung. Bốn bé chích chè than truyền mái rồi nha mọi người nha. Bây giờ là tới cái thùng này là có truyền trống nè, có bổi nè. Đó, các anh cũng thấy ha, xem clip ngày hôm qua của em đăng lên, trời ơi chè than bội mà nó to giống như cái, mình nói to như cái ly thì nó hơi quá, to bằng cái cống mà cho chim nó uống nước á, là có thiệt nha. Đây truyền trống nè, truyền trống đây. Đây ra đồng báo rất là nhiều ha. Đó, chim này mùa trước em bán là 450 ngàn, do là lạm phát năm nay nó lạm phát cho nên là năm giá năm nay cũng 450 ngàn nha mọi người nha. Ok, bé đầu tiên, một bé bé đầu tiên nha, em để số 10. Bữa nay có 3 truyền trống thôi, ngày hôm qua thì tới 6 7 bé truyền trống rồi, bữa nay chỉ có 3 bé thôi. Ok. Trời ơi bé này xòe, dã man con ngan. Đấy, bé này nuôi rất là mau chơi nè, đấy. Xòe rất là to luôn. Đấy. Đấy. Than truyền mà nó xòe như này mà các anh nuôi nó mà nó không có chơi nữa thì thôi. Xem lại tay nghề của mấy anh thôi. Móng đầy đủ nha. Đó, chim rất là đẹp. Bé thứ hai.
Ok. Nó đâu rồi? Phải mò những con chim này. À, còn một bé chuyền nữa cơ. Đây, bé chuyền đây. Mò chim cuối cùng nó cũng ra. Đây nè. Ra lông báo rất là nhiều ha. Ra lông báo trống á. Rồi, bé này là bé thứ ba nha mọi người nha. Móng đầy đủ hết. Đó, năm ngoái 450 thì năm nay cũng 450, do là lạm phát cho nên là giá chim không có lên được. Nhưng mà vẫn phải lên giá cho những anh em thợ bẫy. Đó, khổ vậy á. Lên có một chiều à, không lên được hai chiều. Đây, hai bộ xe bự. Mạch rất là dữ. Than bổi nha, than bổi trống. Đấy, giá là 350 ngàn. Bé này dàn chân rất là khô luôn. Móng mèo. Rồi, nhiều khi xài điện thoại của bắp chứ quay phim thấy nó cũng rõ ghê ha mọi người ha. Nó rất là to nha. Cửa than rất là to. Đây. To bằng cả một bàn tay. Do là cái bàn tay mình nắm nó vô cho nên là nó to bằng cái bàn tay. Một, hai, hai bé chim bổi rồi nhá. Ủa, thằng em nói 4 con mà sao ở trong này có 3 con à? Để em xem lại coi. Có 3 thôi. Đây, dài. Bé này rất là khó nuôi nha. Ở những cái con mà cái đầu gồ ghề như này nếu mà các anh nuôi thành công thì nó chơi rất là hay. Nhưng mà quan trọng là các anh có nuôi được những cái bé mà cái kiểu đầu như thế này hay không. Trong cái giới mà chơi chim họa mi thì người ta sẽ gọi những cái con chim này là cái con chim đầu phương. Đó, có rất nhiều cái tên gọi, cái cách gọi ha. Đó, đây, cũng xòe rất to, rất đẹp nha. Chim này là chim đầu phương. Đây, móng mèo này. Chân rất là khô. Cái đầu này. Ba bé bổi. Ba bổi trống, ba bổi chuyền và 4 chuyền mái. Rồi, hết một thùng này rồi. Cái thùng này là cái thùng gì đây? Để em xem. Gì mà có cục gì trong này? Vết lửa hay cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Chắc lửa quá. Không, bự lắm mọi người. Lửa, đấy. Đây lửa đất nông nha mọi người nha. Lửa đất nông, chân trắng móng trắng. Ồ, bé này có một cái lông kẹt. À không phải, phần. Đủ đuôi không? Đang ra đuôi. Đo đuôi cái đã. Thôi bé này em khỏi đo đuôi nha. Bé này là 240 ngàn nha mọi người nha. Tại vì có một bên đuôi nè. Một bên đuôi nó đang, không biết nó đang ra hay là nó chưa rớt. Đây nè mọi người, nó chưa có rớt lông đuôi ha. Nó chưa rớt lông đuôi. Rồi, chim này thì chỉ có 240 ngàn thôi nha. Chân trắng móng trắng rất đẹp nè. Đây, mũi rất là thông luôn. Đó. Chim này thì chỉ có 240 ngàn nha mọi người nha. Chim này là lửa bên Đắk Nông. Đó, còn hồi nãy năm bé lửa, hồi nãy là năm bé lửa năm cách tên. Đó, chim ở đâu thì em sẽ nói ở đó, chứ mình buôn bán thì mình phải có một cái sự thứ nhất là rõ ràng, cái thứ hai nữa. Rồi một bé này chết rồi, trời ơi chết bé mái, bị phù người à. Làm ăn là mình phải thật thà. Đó, cái thật thà nó quan trọng lắm. Wow, bé mái, chích cho lửa mái nha. Để em coi, ù dữ chưa. Anh đo đuôi nó cái đã. Bé này chắc có khả năng trên 12.
Đó, đúng 13 luôn. Rồi, đúng 13 luôn nha. Thôi, thay vì cái chim này ở những cái tiệm khác người ta sẽ bán giá là 500 ngàn. Riêng em chỉ bán 400 rưỡi thôi. Đó, khuyến mãi cho anh em 50 ngàn tiền xe, tiền xăng. Đó, trong cái mùa dịch này, còn không thì coi như là khuyến mãi cho anh em 50 ngàn tiền, coi như là tiền để ship đi cho mấy anh. Đó là giá là 450 ngàn nha mọi người nha. 450 ngàn, chích kè lửa mái đuôi 13. Cái con này nó bị đai rồi nè. Đo đuôi thử coi. Quẩn ghê. Đai một bé này. Thôi, bé này hên, bé này đuôi ngắn. Bị sâu ăn. Đó, tay chân mới rửa sạch sẽ nè. Ồ, sâu trong này nhiều lắm. Lát đổ ra cho chim nhà nó. Đây nè. Đổ ra đây. Cũng hên là có sẵn cái chậu sâu ở đây. Rồi, quên nữa. Bữa giờ kêu giải thích vì sao mà chim ở đây em bán nó rất là nhanh chơi. Quên, không giải thích cho mấy anh. Tặng hắn một cái rồi nói chuyện tiếp. Vì sao chim ở đây nó mau chơi là sau này em cho nó ăn thuốc nha mọi người nha. À, thuốc nè. Đừng có lấy mấy cái con chim này bỏ vô sâu nha mọi người. Đừng có bắt trước. Đừng có làm giống như mấy cái tiệm chim á. Những con chim này là những cái con chim bị bệnh. Nếu mà các anh bỏ vô sâu này cho chim ăn thì cái con chim của các anh ở nhà đang nuôi á, thì nó sẽ bị lây bệnh ha. Nó có cái nguồn gốc bệnh ở trong cái con chim này. Đâu rồi, để em giới thiệu sơ với tất cả mọi người một cái lọ thuốc mà để cho cái con chim nó sung sung, nó đỏ đỏ lên đó. Nó thuốc này là để em tìm coi, để nó chưa rồi. Cái lọ thuốc này mất tiền rồi. Đây là cám, này là cám chim nhà. Chim nhà hay là chim khách gì đó, nói chung ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với em, có 120 ngàn ký thôi. Ủa đâu rồi ta, cái lọ thuốc đâu rồi ta? Rồi em dục đâu mất tiêu rồi mọi người ơi. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo vào ngày mai nha mọi người nha. Ngày mai thì tiếp tục lại có chè lửa năm cách tiên đuôi dài. Còn hôm nay thì có bao nhiêu chim em bán bấy nhiêu chim thôi. Nãy giờ em cũng có nói với lại tất cả mọi người rồi nha, giá cả rồi này nọ chim. Bây giờ em sẽ điểm danh lại cho tất cả mọi người cùng xem hôm nay em về được bao nhiêu chim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 học tức là 6 học, mỗi học 3 tức là 18. 18, 19, 19 với lại hai bé này là 21, 21 chứ ở đây khoảng chừng 20 bé nữa. Đó, coi như là chỉ có 40 chim thôi. Không có chim luôn nha mọi người nha. Đó. Chỉ có 20 chim lớn và 20 chim nhỏ. Ba bé gà rừng. Rồi ok, xin chào hẹn lại tất cả mọi người. Kính chúc tất cả mọi người một cái ngày mới, một cái ngày Chúa Nhật thật là bình an, may mắn và thành công trong công việc.